Khi anh vào cái khu đối kháng này, anh có nghe 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 cái danh chùm khu ổ chuột không? Không. Ê trời, em là chùm khu ổ chuột mà anh không biết hả? Gì, mày là chùm khu ổ chuột á hả? Ừ. Trời ơi, bắn như mày cũng đòi làm chùm khu ổ chuột đó trời. Em lên em cân 2 cho anh xem luôn nè. Bỏ ra ngoài đi, okay. Từ từ. Để anh coi mày, thôi anh không thèm giết nó luôn á, anh coi mày thể hiện coi lo được thằng không? Chết mẹ rồi anh em ơi. Ơi, ổn vô vôi vậy mà cũng đòi làm chùm khu ổ chuột đó trời. Trời. Đó, thấy gì chưa? Hết đạn thôi cha ơi. À, để chạy không sao, anh cho mày lên cân 2 nha. À đủ. Ừ, cân 2, em mắc bẩn út luôn á. Ờ, ok, để anh ở nhà nè, gán cân đi chứ đừng để anh lên bắn tụi nó, mệt lắm. Gì hả? Ừ, lên làm chùm nha. Ủa, cân 2 cho anh xem nè, núp cho kỹ đi. Rồi. Cân 2 giữ chưa rồi? Mạng lát trời. Bắn vậy mà cũng nồi căng nữa trời. Rồi chắc phải tôi cướp luôn cái chấp chùm trường của em quá. Ủa chùm khô ổ chuột của em quá. Không cũng vậy thôi chứ có khác gì tôi đâu. Trời pha đó là anh ý chủ quan là mày gánh được anh mới dùng hết hai chiếc keo. À thế à. Vậy sao bây giờ em lên em cân 2 thiệt cho anh xem nè. Rồi để anh nấp nha, để anh không dám dùng hai cái keo luôn á, anh sợ mày bắn kiểu gì á. Trời ơi, không có gì phải lo lắng hết á, em là chùm khu ổ chuột mà. Để biết coi. Bao nhiêu người gọi em là chùm khu ổ chuột rồi mà anh không biết nữa, em đúng lại anh luôn á. Em biệt danh á, em tự đặt hay là ai đặt cho em trời? Tự đặt. Ủa. rồi thật sự là chùm dữ chưa? Ý mẹ rồi anh em ơi, tụi này bắt cười tôi không à. Trời ơi, voi ơi, bắn cái gì mà. Ê kìa, sau lưng kìa voi ơi. Trời ơi. Vậy mà cũng đòi làm chùm nữa anh em ơi. Coi anh nè. Một thằng. Ánh đu. Trời ơi, khoa nãy rùa anh em ơi. Ây da. Tưởng thế nào cũng rùa. Không, cái cây này khó bắn lâu quá, anh không có bắn cây này. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Phải không vậy? Phải. Thôi vì quá tam ba bậc, giờ anh cho là em nên thể hiện quận nữa, coi thử em có thật sự làm chùm cô chuột này không nha. Được. Tụi con biết thế nào luôn, đột xị nãy giờ quế tèo lắm rồi anh em à. Không thể để chuyện này qua chìm được. Để con quà một viên lựu đạn luôn rồi đó. Oh shit. Tình cảm đấy. Ok, nhìn nè. Anh đang nhìn. Nhìn nè. Ý mẹ rồi. Nhìn nè. Rồi, à, rồi. Nó bắn nhau quá anh em ơi. Ổn rồi rồi. Trời ơi là trời cái gì vậy trời. Trời ơi, bãi không có kỹ năng mà đòi làm chùm khu ổ chuột nữa trời. Cay ác anh em ơi. Trời cứ bình tĩnh thôi, Ừ, đục keo đi. Ê. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, Đây nè. Đúng. Nè, nhìn nè. Ê, trời ơi. Con boss bắn không xong nữa. Nhìn nè, một viên một nè. Ủa, hai viên. Đùa anh Hải. Thấy gì chưa rồi? Rùa. Thấy gì chưa rồi? Mình phải lấy lại danh phận của mình mới được anh em ơi. Ông Quỳnh, ông xem thường tôi anh em à. Không, anh không có xem thường đâu. Nhưng mà thật sự nãy giờ em có thể hiện được gì đâu rồi. Bây giờ mới thể hiện nè. Quá trời quế tèo rồi anh em ơi. Tập trung đi. Anh đang nhìn em nè, để thể hiện cái gì. Ông cứ ở đó nhìn đi. Nhìn nè. Chết, lỡ chọn lưu đạn. Trời ơi, trời, ông chơi tôi. Anh lỡ tay, anh đâu có cố ý chơi em đâu. Ông chơi tôi, ông gài tôi. Gì rồi? Dính bẫy rồi. Cứu người đi. Làm chùm. Cứu người đi. Làm chùm gì bị ngược quay rồi. Thôi để cứu người đi. Cứu người đi. Làm chùm. Ê. Ấy da. Trời, tưởng anh Quỳnh thế nào. Kêu cứu người không cứu người. Phải cho anh cứu em lúc đó là hai anh em mình sống hạnh phúc bên nhau rồi. Tụi anh để em gắn căn 2 mà sao cứu em được. Thì lúc đó hấp hối rồi, ông phải cứu tôi chứ. Ê, giờ lên đi, lên nè. Có quận này có gì anh cứu mà, không sao đâu. Thôi, ok. Ủa mà hình như có gì. Ủa cái gì vậy rồi? Thích đấy. Ông thể hiện đi. Trời ơi, gùa. Nè, phun đỏ cho coi nè, phun đỏ cho coi nè. Phải không đó? Trời ơi, vàng khè.
trời ơi, vàng khè với ông nợ. Ông biết tay kéo tâm không? Trời ơi. Miễn là căng 2, miễn là căng 2. Ờ, cũng được đi, cũng gọi là ok đi. Chùm gô ổ chuột bắn được 500 đam. Chết mẹ nữa rồi. Bắn cái gì vậy voi? Trời ơi, không được, không để được, không để voi xem thường được. Ây da, ủa cái thằng này hack em ơi. Đoán vàng khè không bỏ hết. Bắn đỏ không, ở đầu không. Phải không đó, hay là ông bán vàng khè bắn không lại người ta qua. Rồi được rồi, thôi để anh lên bắn luôn, mất công kỹ năng của em như vậy anh cảm thấy là không xứng đáng với vinh danh đó đâu. Hơi gà ông đó. Lên ông tận hai hộ tôi một cái rồi, luôn. Rồi rồi, ở nhà yên đi. Trời 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 trời, kìa kìa, thấy cái máu không anh em. Kìa kìa, thở oxy rồi, thở oxy rồi. Máu, ê ê, ai chọi lựu đạn tôi vậy? Ê, voi bóp anh phải không? Voi chơi lựu đạn anh phải không? Không nha, thằng khác nha. Cái gì nãy đi qua đây chọi là ngon lành này anh em. Ê, để anh coi nghiên cứu rồi. Em phải có kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm em mới căng 2 được nha anh. Ồ, vậy hả? Phải không đó? Đó, thấy gì chưa voi? Có kỹ năng không voi? Giọng cười cây thì chứ anh em. Thôi để anh lên tiếp mày đi chứ, cái mày có kỹ năng đâu mà lên thể hiện căng 2 rồi thua là sao? Ông nút, ông núp vô một xó cho tôi nhìn tôi thể hiện. Rồi rồi rồi, mày thua là mày chịu trách nhiệm nha. Thua là tại tôi đó. Rồi ok ok, tất cả là lỗi tại anh đó. Anh đó bây giờ tao nóng lắm rồi, là bây giờ em nóng lắm rồi đó. Rồi anh thể hiện đi, em nằm em chờ anh nè. Ừ rồi luôn. Rồi luôn. Gì để dối, đã bắn gà mà còn thể hiện. Thế chịu rồi. Rồi rồi rồi, anh phải gắn mày bao nhiêu chặt nữa. Mày thấy cây súng mày cầm không? Súng con gà mày bắn gà hơn con gà nữa vậy dối. Bây giờ chỉ có một cách để quyết định kỹ năng ai hơn ai thôi. Solo đi. Solo hả? Ừ. Có trình không? Vô solo là biết. Thôi để anh bắn cho mày con gà hơn con gà trên tay mày nữa. Tạo phòng đi em. Ông phải hối hận. Ok ok, let's go. Go. Vô tạo đi mày. Hôm nay tôi biết cho ông Quỳnh biết thế nào luôn anh em à. Em biết cái cảnh mà bờ tám nho không? Cảnh đó, cảnh đó với ai chứ anh Quỳnh. Thì em tám anh nho nha. Để anh cho okay. Em ăn trái nho nha. Rồi gao đầu đi em phải không? Đe đe đe, dán đầu đe đi. Đe chứ không phải đè. Đúng rồi, dán đầu lục bạc á, nói lục bạc đi. Rồi ok. Ủa em đâu rồi? Đây đây, ra liền ra liền. Ủa chơi game hay đi trốn vậy ta? Ủa xỉu, không nói tôi đi chút. Nè nè nè. Một viên. Nè gió gió gió. Vô vô. Nè 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 nè. Đã bảo là hai viên rồi không tin voi. Cày thế. Được được, ông được lắm, ông được lắm. Ôi chơi game hay đi nấp gì ta? Trời ơi, game hay đi nấp mà, hay đi nấp mà. Kẹt keo voi ơi. Voi ơi kẹt keo. Kẹt keo. Kẹt keo hả? Chó tao phải luôn. Ra, cho tôi ra. Trời ơi, xài keo bất tử nữa. Ừ, tôi vậy đó. Để coi thoát được. Anh chưa thoát được á. Ủa? Ở đâu trên đầu vậy ông nội? Một cánh này. Này thì nhốt keo. Được lắm. Được, 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 được. Cũng có kỹ năng ấy. Tưởng do thế nào? Tại tôi đổ mồ hôi quá anh em ơi. Tưởng do thế nào hóa ra lôi đâu dôi chỉ là cái gì đâu giúp lào. Nói ra ông dám đổi tên tôi luôn anh em ơi, dám đặt tên cho tôi luôn. Dạ bữa kêu vô giúp Lào. Những lời đàm tiểu hoa la linh tinh không thể khiến anh phải suy nghĩ. Chấp ơi, chấp vô luôn, anh chỉ bắn qua anh sọt luôn. Không, không cần chấp. Vậy ông nghĩ bắn hết sức phải không? Ừ, ông bắn hết sức đi, tôi ông nghĩ tôi còn không chấp à. Vô đây. Ok, vô nè. Ây da, ây da, ây da, chấp hả, chấp hả, chấp hả? Thằng Mai, chấp hả, rồi chấp hả? Thằng Mai, thằng Mai. Em thấy lật ngược tình thế bao giờ chưa? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, câu đó, câu đó tôi phải nói với ông mới đúng đó. Câu đó tôi phải nói với ông đó. Ông ra đây, ông ra đây. Đâu rồi, đâu rồi,
đau chưa? Ê da, hụt. Có ăn trúng đầu đau. Ăn hụt, ăn thật quá hụt. Đây là một viên nào, một viên nào. Ê da, trời một viên, ơi. Một viên. Full đỏ hả? Không chết. Hả? Ảo thật đấy. Đã full đỏ rồi mà không chết, trời ơi. Ông nghĩ ông ăn được tôi vài gián là ông muốn bỏ, muốn tôi bỏ là bỏ hả? Không có đâu. À, ở ổ chuột có mấy người nên đứng cao nhất trong mấy người đó nên tưởng mình là vua phải không rồi? Anh đù. Nè, bây giờ đúng. Tôi mới cho ông biết thế nào nè. Múa. Ây da, múa hành động, múa hành phong. Quýu hấp ơi, quýu hấp ơi. Rồi, quýu hấp ơi, quýu hấp ơi. Đứng đây từ chiều rồi rồi. Này nè, em đứng đây từ chiều rồi. Rồi, đây á. Em đứng đây từ chiều rồi rồi. Lú ra, lú ra. Bay ra nè, bay ra nè, bay ra nè. Bay ra, bay quanh thọt á, quanh thọt á, bay quanh thọt á. Ai bể đầu, ai bể đầu, bể đầu chưa? Mà qua đây, ra đây, ra đây, ra đây. Mình tỉnh, ăn miếng bánh, uống miếng nước đi anh Joy. Ê, không chơi là mình máu siêu cấp trong thính nha. Có lộn đâu. À, dĩ hả? Thiệt không? Em lay mà. Để coi ra, để lại coi ra. Không. Lại coi. Ê, mất tiêu rồi. Coi, 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 coi. Ai cho coi vậy, cho coi. Rồi, rồi, ok, ok. Lệnh bình máu siêu coi hả, coi hả, coi hả, coi hả. Coi hả, coi hả. Rồi, fan lay dữ chưa rồi. Fan lay. Chỉ là người ta gọi là fan lay đó. À, lệnh bình máu siêu cấp là fan lay hả? Đúng. Ai khôn thì người ta lấy ra là người ta lấy trước. À, anh được lắm anh Voi à. Anh bảnh lắm. Đúng là anh Long. Anh Long, anh Long. Anh Voi, anh Voi. Anh Voi. Anh Voi coi em bắn nè, anh Voi học hỏi nha. Ok em, thoải mái thôi. Anh Voi đâu rồi, anh Voi đi đâu rồi. Anh Voi đang ra đây. À, ok anh Voi. Ê, 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 em lỡ tay anh Voi ơi, em lỡ tay anh Voi ơi. Ông sao? Phim lấy. Được. Phim lấy. Phim lấy, phim lấy, phim lấy nha. Không sao, không sao. Chơi là phải phim lấy nha. Anh chấp nhận, anh chấp nhận. Phim lấy, phim lấy, phim lấy. Yeah. Phim lấy, phim lấy. Anh Voi phim lấy. Cay ác anh em à. Đâu có cay thế nào đâu, anh Voi phim lấy mà. Không sao, vì anh fan lay nên anh sẽ không cay. Gì vậy? Nghĩa là điều tiểu đi qua linh tinh không thể nào cản bước được anh Joy Gaming hả? Đúng. Cái này anh Joy FF mà không phải anh Joy Gaming đâu nên Joy này tán nho. Cũng biết lương lẹo phết đấy. Lú ra đây. Này nè, em đứng đây từ chiều đã anh Joy. Nè, nè, em đứng đây nè. Em đứng đây nè. Lú ra, lú ra, lú ra. Ái chà, lương lẹo à, lương lẹo à, lương lẹo à, làm gì vậy, làm gì vậy? À, em đây nè, em đây nè. Sao trời, công nội này ông giỡn mặt cái này mi. Kìa, 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 nhìn thấy không? Dạ. Giỡn mặt. Buni luôn nè, buni luôn nè. Buni. Buni, 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 lú ra, bu, lú ra, lú ra. Lú ra đây mà buni. mãi yêu bé Voi. Hỏi thiệt cho Voi có trình không? Tất cả. Tương lai, tất cả tương lai sẽ là ngành cho sáng tỏ. Anh hiểu không? Vậy mà gáy đi rồi Voi ơi. Thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Quá chuẩn luôn. Không, cũng những là những ván do bắn bằng ngón út thôi. À, bây giờ bắn bằng ngón trỏ đi đó, không là thua đó. Thôi bây giờ bắn bằng ngón cái nè. Ngón cái là bắn như con gái luôn á ba. Phải không đó? Phải. Ra đây, lú ra. Đâu, đâu, đâu. Con gái, ai dạ, ai dạ. Con gái bắn như thế nào Voi? Bắn là phải luôn lẹo phía đây, luôn lẹo phía đây. Dạ, dạ. Quýu chưa, quýu chưa. Anh bắn tôi gần nát cái giáp. Nên anh bây giờ phải ngáp. Đủ, ác gì, lú ra. Anh phải ngáp hả? Anh phải ngáp hả? Hả? Anh hên thôi anh. Voi ơi. Như nào? Bắn hay lên tí chứ bắn gà quá vậy. Trời ơi là trời, bây giờ mới cho biết thế nào nè ông cố ơi. Ra đây. Bây giờ mình làm cuộc chiến giữa sông đi. Đại chiến giữa đại hùng thủy đi. Ok. Bước xuống đây. Chịu. Anh bước okay, xuống đây. Tôi đại anh nè, anh bước xuống đây.
Ra đây, ra đây, bay ra, bay ra. Anh ra đây. Anh voi. Mới mốt đỡ anh voi 1 giây đi chứ voi 10 mờ chứ gì. Nè, nó bắn ngọt sớt vậy anh em. Nè, ông nội bắn ngọt sớt vậy. Khó, 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 chết mẹ mày rồi con. Làm gì vậy, làm gì vậy? Làm gì vậy, làm gì vậy? Bắn đổi súng khinh thường đó. Khinh thường hả, khinh thường hả? Anh ơi, trong kèo còn fan lay à, ngồi ngồi máu rồi. Fan lay nha, fan lay nha. Không, ốp lộ, ốp lộ. Bóng bằng ngón cái nên nó ơi, chập giật quá, ok ok. Đúng rồi, bóng nó nhầm lộ bằng ngón cái nên nó hay lộn gì đó đó. Rồi ra đi nha. À, ra, ra, ra. Ra đi, ra đi, ra đi. Lương hèo thiệt á. Quýu chưa, quýu chưa. Rồi, rồi, cho em xin mềm máu đi, hết 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 đầu sự hết bệnh. Rồi, 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 rồi. Ê! Bình máu hả, bình máu hả? Anh phải play thiệt không, rồi. Anh phải play vậy đó. Ui trời ơi. Được. Chú em được, chú em được đó. Anh lòng, anh lòng. Thử lòng chú em, coi thử chú em có tình anh em không. Ai ngờ chú em thắt vậy. Trong trận chiến súng còn này thì không có tình anh em diễn ra ở đây đâu. Được, đã như thế rồi, phải chốt 7 nho, ủa 8 nho. 8 con khỉ. 8 con khỉ là 8 con gì? Nhìn tỷ số đi, dĩ sao 8 nho được mà 8 nho. 84, 84, 1 giây. Ê, anh 1 bắn, giây hả? Anh bắn là em phải 1... hay. Hồi ơi nãy rùa mà tưởng hay, hồi ơi nãy rùa mà tưởng hay hả? Hả, hả, hả? Hồi nãy bắn rùa mà tưởng hay. Ra đây, ra đây, ra đây. Ôi dồi ôi, thấy mỡ rồi. Ai đã, ai đã. Làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy? Anh dồi ơi. Kéo cũng kịp anh em ơi. Anh một máu rồi dồi, cống đi cống đi, tôi sẽ làm lại fan mới thì nha. Ê! Làm lại pha mới thì... Trời ghê chưa? Không có thấy bồ cạp bay bao giờ chưa? Bồ cạp hả? Ờ, con bồ cạp bay súng level 8 á. Khoe đồ chưa? Để cho chú em coi thế nào kỹ năng thật sự nha. Ok. Lên đây nào con dê. Đâu 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 đâu, bồ cạp bay là cái gì? Ra đây nè, tôi sẽ cho chú em biết thế nào bồ cạp bay. Bồ cạp bay nữa chứ. Đâu, bồ cạp bay là cái gì? Đâu, à, đâu, lú ra, lú ra. Nè, thấy cây này không? Bồ cạp bay, bắn lục bạc. Cho bay luôn. Bồ cạp. Bồ. Bồ cạp bay. Mẹ, 57 rồi anh em ơi, tới số rồi. Ông có thấy kiến bay lần nào chưa? Kiến là con gì? Con kiến bay đó. Chưa, chưa, chưa. Tôi vừa thấy chú ơi. Chim gõ kiến đó. Chim gõ kiến vậy là do bị... À! Ông biết chim kiến bay lần nào chưa? Đã nói là kiến là bị thi... Đó đó. Cái gì? Kiến là bị gì? Bị kiến là bị thiến sao? Đột xị ông khinh thường tôi quá rồi đó. Tôi đứng yên cho chú em bắn luôn à, bắn một viên vô đầu ơi, tôi khen chú em hay. Trời, trời, trời. Ê. À, cậy đó anh em, sao bắn lỏ gì? 10 viên chú viên thôi. Mẹ khinh thường luôn kìa anh em ơi. Kinh kinh đường, kinh đường, kinh đường. Thấy kiến bay chưa? Ăn hên, ăn hên. Ui ghê. Quýu chưa, quýu chưa? Lú ga, lú ga. Há đồ cũng kỹ phá đấy, cũng kỹ phá đấy. Ây da. Kỹ phá đấy, kỹ phá đấy. Đây, anh bắn súng cá nè, mày ăn con cá của anh đi.
Súng cá hả? Súng cá là súng gì? Súng cá đồ. Là bắn cho mày thấy này. Bắn cho mày thấy luôn. Thấy cái gì mày tự biết rồi đó. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, thấy mợ rồi. Ôi, ờ, à, nhả keo đi. Phải em lấy đi. Ai đâu, phải lấy chứ phải. Chơi phê lai, chơi phê lai. Ủa? Ông được lắm. Nếu anh em nào muốn cho anh chơi tiếp hay là muốn solo chơi tiếp thì hãy cho tôi xin một like và một lượt đăng ký nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em.